Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 29 tháng 3 của Lusa Vina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính sau đây. Lusa ký 2 thỏa thuận phát triển điện gió tại Việt Nam. Xuất khẩu 3 cấu trục bóc dỡ container hàng hóa đến bến cảng BMCT Ấn Độ. Thành lập 2 câu lạc bộ mới gồm bóng đá nữ và bóng chuyền nữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam trong tuần trước, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Doosan Heavy Industry and Construction Ki Woon Bak đã ký 2 thỏa thuận phát triển điện gió với tập đoàn điện lực EVN và tổng công ty xây dựng CC1. Theo đó, Doosan Heavy Industry and Construction đã ký một thỏa thuận với EVN phát triển dự án mô hình trình diễn điện gió ngoài khơi với công suất 3 MW. Theo thỏa thuận, EVN sẽ hỗ trợ DHI trong việc đảm bảo vị trí kiểm tra và giấy phép cho dự án. DHI với tư cách là nhà thầu EPC sẽ cung cấp thiết bị tua bin gió, bao gồm hệ thống lưu trữ năng lượng và sẽ cùng với công ty điện lực Đông Nam Hàn Quốc thực hiện các dịch vụ vận hành và bảo dưỡng. Sau đó, DHI tiếp tục ký một thỏa thuận với Tổng công ty xây dựng số 1, đơn vị nắm giấy phép phát triển một trang trại gió công suất 105 MW. Theo đó, DHI sẽ cung cấp và duy trì các dịch vụ bảo trì thiết bị chính cho 2 trang trại tua bin gió ở tỉnh Bình Thuận. Thị trường điện gió Việt Nam được cho là có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong số các nước Đông Nam Á. Việt Nam có kế hoạch mở rộng công suất phát triển gió từ 1.800 MW lên 6.000 MW vào năm 2030. DHI cũng sẽ tham gia dự án địa phương hóa nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam theo bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh điện do Bộ trưởng Thương mại, Công thương và Năng lượng Hàn Quốc ký với Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam. Ngoài ra, DHI đã đạt một thỏa thuận hợp tác kinh doanh với EVN để giới thiệu một hệ thống giám sát nhà máy điện từ xa dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Trên cơ sở triển khai các khả năng của DHI trong việc giám sát các nhà máy điện từ xa và các bí quyết chuẩn đoán cải tiến hiệu suất các nhà máy nhiệt điện do EVN điều hành. Sau gần một tuần di chuyển lên tàu vào cố định Trinh Bon, 3 cấu trục siêu trường siêu trọng RMQC số 789 đã chính thức rời cảng Doosan Vina đến với bến cảng BMCT Ấn Độ vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Đây là 3 trong số 12 cấu trục bốc dỡ container hàng hóa trọng tải lớn thuộc dự án BMCT BL được ký kết với công ty Barajas Mumbai Container Terminal Private vào ngày 28 tháng 1 năm 2016. Mỗi cấu trục đều cao 73,8m, dài 143m, rộng 26m, nặng 1.480 tấn và được thiết kế để bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải tối đa lên đến 65 tấn. Việc di chuyển và đưa các cấu trục khổng lồ này lên tàu được tiến hành trong 3 ngày liên tiếp, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3. Mặc dù từ vị trí của chúng đến bon tàu chỉ khoảng 30m và phải mất thêm vài ngày để các công nhân gia cố các thiết bị này tiện bon, toàn bộ quá trình di chuyển được các chuyên gia tính toán chi tiết để đảm bảo an toàn cũng như tính năng của thiết bị. Sau khi rời cảng Doosan Vina tại khu kinh tế Dung Quốc, 3 cấu trục này sẽ đồng hành cùng con tàu Đông Ban Jan lên đèn trên biển trong khoảng 4 tuần để đến với thương cảng BMCT ở đất nước Ấn Độ. Tại đây sẽ có một kỹ sư Doosan Vina tiếp nhận, kiểm tra vận hành và bàn giao cho khách hàng BMCT BL. Đây là loạt cẩu thứ 3 của dự án BMCT và như vậy là chúng ta đã bàn giao 9 chiếc RMQC cho khách hàng. 3 chiếc cuối cùng theo dự kiến sẽ được bàn giao trong tháng 6 tới. Việc hoàn tất xuất khẩu 3 cấu trục này đã đưa tổng con số cấu trục mà Doosan Vina cung ứng cho thị trường thế giới được nâng lên con số 71 chiếc, bao gồm cả cấu trục bánh lốp RTVC và cấu trục chạy ray RMQC. Thị trường cẩu của Doosan Vina hiện nay gồm BSA Singapore, GNBT Ấn Độ, Samarinda Indonesia và các cảng nội địa Việt Nam. Danh sách các câu lạc bộ tại Doosan Vina chính thức tăng lên con số 30 sau lễ thành lập 2 câu lạc bộ bóng đá nữ và câu lạc bộ bóng chuyền nữ vào chiều ngày 22 tháng 3. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều sân chơi cho người lao động thư giãn sau những giờ làm việc. Với mong muốn mang lại cho công nhân viên nữ trong công ty có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời có thể rèn luyện sức khỏe sau một ngày làm việc vất vả, bộ phận OC đã tổ chức thành lập 2 câu lạc bộ gồm câu lạc bộ bóng đá nữ và câu lạc bộ bóng chuyền nữ. Đây là 2 câu lạc bộ mới nhất ghi danh vào danh sách các câu lạc bộ tại Doosan Vina, nâng con số này lên 30 câu lạc bộ. Tại lễ ra mắt, câu lạc bộ bóng đá nữ có 15 thành viên do chị Phạm Thị Nguyện, bộ phận AM làm chủ nhiệm. Và theo kế hoạch hoạt động dự kiến, các thành viên sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần vào các tối thứ năm tại sân ký túc xá. Những buổi tập luyện đầu tiên sẽ do các chàng trai của câu lạc bộ bóng đá nam dẫn dắt từ cơ bản đến nâng cao. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng chuyền nữ có 12 thành viên, ban đầu do chị Tạ Thị Bạch Chuyển, bộ phận SS làm chủ nhiệm. Lịch sinh hoạt của câu lạc bộ này khá linh hoạt.
Bất cứ ngày nào các thành viên có thời gian thì đều có thể sinh hoạt cùng nhau, mặc dù lịch chính thức chỉ tuần một lần tại sân bóng chuyền ký túc xá. Tại buổi lễ thành lập câu lạc bộ, đại diện lãnh đạo công ty cũng đã trao tặng hoa và cờ lưu niệm cùng các áo đồng phục thể thao và bóng để các câu lạc bộ thuận tiện trong việc tập luyện. Đồng thời, đại diện bộ phận chủ quản cũng mong muốn cả hai câu lạc bộ mới sẽ hoạt động sâu nổi, tạo ấn tượng mạnh mẽ, ngày càng thu hút thêm thành viên, không ngừng nâng cao kỹ năng để có thể giao lưu với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. My name is Manny Pacquiao. All my life I have been fighting to survive. I'm here to show you safe steps on how to prepare for natural disasters. Fire is one opponent you can't outrun, so practice your escape route. You need to knock out a small fire within the first 2 minutes. Make sure you know how. If your clothes catch fire, stop, drop, and roll to put out the flames. If there's a smoke, get down, cover your mouth with a wet towel or cloth, locate a safe exit, and get out. Then sound the alarm and call for help. So if you are up against a fire, remember these safe steps and you too can be a survivor. Bản tin trưa của Lushan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Lushan Vina DVTV về chính N22. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Lushan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Lushan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.